Xin kính chào anh em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến anh em và các bạn một chiếc đồng hồ dòng Geneva. Đặc trưng của chiếc đồng hồ này là si đèn đèn. Có mỗi cái nắp đáy phía sau là bắt buộc phải bằng thép trắng. Đấy. Còn lại là toàn bộ là màu đen. Chiếc đồng hồ có hai kim giờ và phút chạy ở mặt số chính là có dạo quang. Kim dây ở dạng kim rốn, duy nhất có màu xanh ở đây. Đấy. Đồng hồ này cũng lại có thêm một cái ưu điểm nữa là cũng có lịch ngày, có 3 giờ. Đấy. Toàn thân đồng hồ là màu đen, từ dây đến thân. Đấy. Mặt số. Chiếc đồng hồ mới 99,99% chưa hề sử dụng. Chạy máy quắc Z258, loại máy quắc mà có linh kiện của Thụy Sĩ và lắp ráp tại Hồng Kông. Chiếc đồng hồ chúng ta đây. Đấy. Đây là dây da. Da gì đây ạ? Dây da Artico. À đâu? Ôi trời, nhìn chả rõ nó cơ, mắt mình càng ngày càng kém. Điểm bắt đai là 18mm. Chiếc đồng hồ này dành cho cả hai giới, nam và nữ đeo đều được. Bạn nào mà hợp cái màu đen này thì đây đúng là cái mà các bạn cần. Mình thử đeo vào tay cho các bạn nhìn nhé. Mình nam nhưng mà có tay tương đối là vừa phải và hơi nhỏ. Cổ tay là 17.5. Đây mình đeo vào tay đây. Đây là nam đeo. Thế còn các bạn nữ mà có tay nó to một chút hoặc là thích phong cách to thì cũng có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Đấy. Đồng hồ có cái kính này. Cái kính này cũng hơi vát. Hơi vát ở rìa đây này. Đấy. Kính khoáng thôi. Kính có chống sức cũng phủ khoáng thôi. Đấy. Có kim dây kim rốn ở đây. Và lịch ngày ở đây. Đây, chúng ta quay sát lại gần cho các bạn nhìn thấy cái đồng hồ. Rồi.